Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi đến gần Đức Giêsu, cô Maria vừa trông thấy Chúa, liền phủ phục dưới chân người và nói: Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây, em con đã không chết. Thấy cô khóc và những người Do Thái đi với cô cũng khóc, Chúa Giêsu thổn thức trong lòng và người xao xuyến. Người hỏi: Các người để xác anh ta ở đâu? Họ trả lời: Thưa Thầy, mời Thầy đến xem. Lúc đang đi, Chúa Giêsu liền khóc. Người Do Thái mới nói: Kìa, xem, ông ta thương anh Lazaro đến mấy. Có vài người trong nhóm họ lại nói: Ông ta đã mở mắt cho người mù, lại không thể làm cho anh ấy khỏi chết sao? Chúa Giêsu lại thổn thức trong lòng. Người đi tới mộ, ngôi mộ đó là một cái hang, có phiến đá đậy lại. Chúa Giêsu nói: Hãy khiêng phiến đá này đi. Cô Marta là chị người chết liền thưa: Thưa Thầy, đã nặng mùi rồi, vì em con ở trong đó đã được 4 ngày. Đức Giêsu bảo: Nào, Thầy đã chẳng nói với con rằng nếu con tin thì sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao? Rồi người ta khiêng phiến đá đi. Đức Giêsu ngước mắt lên trời và nói: Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì Cha đã nhậm lời con. Phần con biết Cha nhậm lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây nên con đã nói để họ tin là Cha đã sai con đến. Nói xong, người kêu lớn tiếng: Lazaro, hãy ra khỏi mộ. Người chết liền đi ra, chân tay còn quấn vải và mặt còn phủ khăn liệm. Đức Giêsu bảo: Hãy cởi khăn và tháo vải cho anh ấy, rồi hãy để anh ấy đi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý cha, kính thưa quý đồng hương, có rất nhiều vị không đồng đạo cũng welcome. Kính thưa quý tăng quyến, cho tôi soạn bài giảng hơi kỳ, khúc tiếng Anh, khúc tiếng Việt, tôi không phải dịch lại. My dear friends, every tear is a drop of love expressed outwardly. I believe so. And we can have tears of joy and tears of pain. They all come from the source of love, from the heart. Tears are outward symbols of inward grief. Grief happens because of a loss of love. If we did not love, we would not cry for what was lost, of course, and naturally. So tears are really signs of our love. When someone is grieving, it is a sign that love exists in that person's heart. Often, people are ashamed of their tears, especially in public. But I would like to remind you that those very tears are signs of deep love, which is nothing to be ashamed about. The Gospel, the four Gospels, record two occasions when Jesus wept. At the tomb of Lazarus in today's Gospel, and when he saw the holy city Jerusalem, he wept again. Jesus was not ashamed at all. Nước mắt là một thứ ngôn ngữ để diễn tả cái gì bên trong. Bên trong không ai thấy, nước mắt người ta thấy. Chính vì vậy, con người xấu hổ muốn giấu đi, đừng giấu. Hãy cứ khóc một cách tự nhiên. Bởi vì khi ta vui thì ta cười,
Khi ta khổ, ta đau thì ta khóc và nước mắt chảy ra. Vậy nụ cười biểu hiện cho niềm vui và hạnh phúc, còn nước mắt là ngôn ngữ diễn tả nỗi đau hay nỗi buồn. Tôi phân biệt đau thuộc về phần xác. Có những cái đau, đau đến mức độ chảy nước mắt mà chỉ là phần xác. Nhưng buồn thuộc về phần tâm linh, phần tình cảm. Có vật gì chạm vào mắt, ví dụ quý vị cũng chảy nước mắt vậy. Còn về phần tâm, khi nhắc đến một ai đó mà ta mất vĩnh viễn, mà ta rất yêu người đó, thì càng nhiều nước mắt tuôn ra, chứng tỏ ta có nhiều tình yêu dành cho người đó. Ngược lại, cũng có trường hợp một người mà ta tưởng chừng đã mất vĩnh viễn, nay gặp lại, nước mắt cũng tuôn trào. Nước mắt của niềm vui. Như vậy, nước mắt là ngôn ngữ của trái tim. Chúa Giê-xu cũng đã từng khóc ít nhất 2 lần trong các sách tin mừng. My dear friends, tears bottle were found in Egypt, especially in the pyramid, and in Middle Eastern societies, and were quite common in the ancient Roman period. Mourners would use small glass bottles to collect their tears in there, and then place this bottle in the tomb with the deceased. Very meaningful. Sometimes mourners were even paid by the family to be professional grievers, and those who cried the loudest and collect the most tears were of course highly respected and of course highly paid. According to the legend, the more tears, the higher the value of the lost loved one. Tears are made. Now, scientists discover from their laboratory that tears are made from proteins, enzymes, lipids, metabolites, and electrolytes. But very interesting to know the amount of proteins present in tear. When one cries because of an irritant in the eyes, is completely different from the amount of proteins present when one cries for emotional reasons. Completely different. That's why people in ancient time did not put tears bottle or professional grievers in the tomb with the deceased. They know it's not natural. It's not from the heart. For me, tear has 3 functions. 1, basic tear provides needed lubrication for the eyes. 2, reflex tear come when an irritant is present or at the time of trauma to the eyes and have a protective role. And 3, emotional tears are our expression of a variety of feelings. People added a new component by leaving the stopper off the bottle. And when the evaporation process had dried up all the tears in the bottle, the mourning period was over. Quý vị thấy, người xưa ở Trung Đông, ở thế giới địa Trung Hải, có cách tính thời gian để thọ tang và mãn tang khá lý thú. Khi nào cái chai nước mắt mà nó khô hay tàn, cũng hay hay, khá thiết thực. Thưa quý vị, nước mắt thương tiếc là nỗi nhớ ray rứt của một tâm hồn còn ở lại, gửi cho một con người đã ra đi mà mình tin rằng ra đi biển biệt vĩnh viễn. Không nhớ sao được, thời gian mấy chục năm trời, ông và bà sống bên nhau. Từ 1955, sau một bữa tiệc hàng vi, đãi có một con vịt thôi, mà hai ông bà sống với nhau 62 năm tới giờ này. Hai ông bà cùng chia vui sẻ buồn, cùng nhau đi, cùng nhau về, thủy chung đến trọn kiếp đẹp.
rồi không nhớ sao được suốt thời gian ông phục vụ trong quân đội. Một tay bà chăm nuôi 10 người con, thật đảm đang, trung hậu. Không nhớ sao được những tháng ngày bước chân tới nước Úc này. Người thì lạ, ngôn ngữ thì không rành. Ông và bà âm thầm hội nhập với biết bao nhiêu khó khăn, vẫn chăm lo cho gia đình, con cái. Không nhớ sao được những lần ông ngồi gói bánh chưng thì bà âm thầm bên cạnh giúp ông sang đổ đại nếp. Bà tự hào nói với một người và nhiều người đến thăm rằng: không có tôi, ông không làm xuể đâu. Không nhớ sao được những lần bà tình nguyện đóng kịch mà bà nhập vai rất là tài tình. Bà đã từng đóng vai một nữ tu, không ai tưởng tượng được bà là ma sơ. Rồi bà tự nguyện theo lời mời của tôi đi thi hoa hậu lại của tôi. Mà bốn bà trong cái đại hội phụ nữ cách đây 6 năm, bà là danh sách trong 4 người được vào chung kết. Khiếp thế đó. Nhưng mà ba bà đã đi rồi. Bây giờ cái bà còn sót lại đang lo. Hoa hậu như Chúa gợi hết. Không nhớ sao được khi bóng dáng bà cứ sáng nhật ngồi chỗ đó để chờ lãnh bí tích giao hòa. Thưa ông, thưa quý anh chị, từ nay chỉ còn trong dĩ vãng, trong hoài niệm, ký ức thôi. Hãy tiếc, hãy thương, hãy khóc. Chút nữa, ở Pinaru cứ khóc, không ai cản quý vị. Chúa Giê-xu cũng đâu ai cản khi Ngài khóc trước mộ ông Lazaro. Hãy khóc thương bà Teresa, nhưng hãy vui mừng và hy vọng rằng Chúa Giê-xu sẽ đói thương đến một người con khiêm nhường. Nên nhớ, tên thật của bà là Nhường. Và Ngài sẽ mở rộng vòng tay ôm bà vào lòng. Xin quý vị hãy cứ rơi lệ và hãy dâng những giọt lệ đó lên Thiên Chúa, để Ngài dùng những giọt lệ đó mà tưới lên tâm hồn bà, để bà mau được thanh luyện. Xin chào bà. Xin bà yên tâm lên đường. Nhưng xin bà hãy yêu thương ông nhiều hơn, vì hiện nay bà không vướng bận gì cả. Xin bà cũng yêu thương từng người con cái cháu chắt của bà như bà đã từng lo lắng. Mà có lần tôi nói với bà ơi, đừng có lo bò trắng răng, bà lo cho từng người. Tôi hỏi có ai dưới 18 tuổi nữa không thì bà nói không, nhưng bà vẫn lo. Xin bà bây giờ biết cách lo cho quý vị hơn. Xin bà đi về bên Chúa. Chúc lành cho gia đình bà, cho ông, cho từng anh chị, các con cái và cho cộng đoàn này nữa.